Hello, xin chào cô bác chị em. Cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha. Thời gian qua cô bác chị em luôn ủng hộ kênh máy của em. Thì hôm nay em có mua được về thêm một động cơ là V1902. Cái động cơ hôm rồi em bán rồi. Thì em quay mua được một động cơ này. Động cơ này thì mới hơn, xuất sắc hơn động cơ hôm rồi tí xíu. Đó. Nhưng mà nó bị chày nhẹ chỗ này xíu quá nha em ơi. Đây này, này không? Nó bị chày vậy mà. Rồi trở về nó cấn. Rồi quay 1902 á. Ký hiệu á, quay cho cô bác chị em xem cái 1902. Cái động cơ này nó có cái bue luôn á chị em. Có bue này quá nên về chạy luôn. Cái bộ lửa nó chưa cháy hết, nó sơn màu bạc luôn á nha. Các bạn nó còi thanh luôn. Đề cũ lớn luôn. Này có anh chị em ghép lên cái bàn 602 là ngay bon quá chị em. Đó, chỉ cần gắn cái nọng vậy thôi. Ghép cái nọng của cô máy cài cô ta 3602 vô là ngay bon luôn, hoặc là 3202. Thì 3202 thì nó có 376 ly, 185. Thì cô bác gắn cái động cơ lên chạy rất là mạnh quá chứ. Này nó cũng lai cục sạc. Cục sạc em mới gắn cục sạc Isuzu vô. Nó về nó thiếu cục sạc quá chứ. Như là cánh quạt mới luôn. Gắn cánh quạt mới luôn quá chứ. Có anh chị em nào có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ cho em động cơ này nha. Động cơ này rất là đẹp. Sắc luôn. Quá cho em là gắn bơm thì mở đứt dây gắn bơm vô. Nó cũng có bơm dầu quá cho em. Bơm dầu này quá cho em khỏi phải để thùng dầu trên cao, để dưới thấp thôi là phải là dầu nó qua. Động cơ này trước khi mình đền phải xông bét không quá cho em. Xông bét, máy nguội vô, máy nóng thì khỏi quá cho em nha. Máy nóng khỏi xông bét, máy nguội phải xông bét. Chị em nào về muốn kẻ hết da thì xả ra thêm. Đó. Cái này đẹp cực kỳ luôn. Cô anh chị em nào có nhu cầu sử dụng động cơ để thắp máy cài, hoặc là cô bác muốn chạy xuồng chạy ghe các kiểu với chị em cô bé vậy đó, thì cô anh chị em mua động cơ này cực kỳ luôn mấy chị em nha.
Thì video đó em xin tạm dừng nha quán chị em. Xin chúc quán chị em nhiều sức khỏe nha, thành công hạnh phúc nha. Có mua động cơ nhỏ lớn, 2 máy, 3 máy, 1 máy gì để ủng hộ em rất là mong ơn quán chị em. Dạ xin chào, em hẹn gặp lại.